bản tin về thời tiết và thiên tai của chúng tôi. Thưa quý vị, mới đây, thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu cho biết vừa xảy ra sạt lở lớn trên quốc lộ 4H thuộc địa phận xã Mù Cả, huyện Mường Tè, gây chia cắt giao thông xã Mù Cả với trung tâm huyện Mường Tè, chia cắt lưu thông huyện Mường Tè, Lai Châu và huyện Mường Nhé, Điện Biên. Thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 20 tháng 8, cả một sườn núi trên quốc lộ 4H tại km 218+750 thuộc địa phận bản Si Nế, xã Mù Cả xảy ra sạt lở ta luy dương chắn ngang đường, chiều dài khoảng 150m, cao từ 15-20m, tổng khối lượng ước tính khoảng 40.000 m³. Vụ sạt lở đã gây đứt sụt khoảng 70m chiều dài nền đường nhựa. Vụ sạt lở đã khiến giao thông giữa xã biên giới Mù Cả và các xã của huyện Mường Tè đã bị chia cắt. Đặc biệt, giao thông giữa huyện Mường Tè, Lai Châu và huyện Mường Nhé, Điện Biên bị chia cắt hoàn toàn. Công ty cổ phần bảo trì đường bộ 1, đơn vị quản lý tuyến, đã phối hợp với lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương, cắm biển cấm đường, cảnh báo nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân. Ông Hoàng Tiến Quý, giám đốc công ty cổ phần bảo trì đường bộ 1 Lai Châu cho biết, điểm sạt ta luy dương và đứt đường trên quốc lộ 4H có địa chất rất phức tạp. Công ty đã báo cáo về Sở Giao thông Vận tải Lai Châu và đề xuất phương án phân luồng cho các loại phương tiện. Công ty đang nỗ lực tập trung nhân công, máy móc mở nền, thông đường và sẽ cố gắng thực hiện thông xe trong thời gian sớm nhất. Việc lưu thông của người dân huyện biên giới Mường Tè đi huyện Mường Nhé và các huyện khác của tỉnh Điện Biên được phân luồng đi theo quốc lộ 4H hoặc tỉnh lộ 127 ra huyện Nậm Nhùn, Lai Châu, rồi đi theo quốc lộ 12 về thị xã Mường Lai, Điện Biên. Huyện Mường Tè đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền xã Mù Cả kiểm tra, ra soát các mặt hàng lương thực thực phẩm, nhất là các nhu yếu phẩm trên địa bàn để chủ động phương án cung ứng. Nếu chưa cắt lâu dài, huyện sẽ có phương án vận chuyển hàng hóa từ hướng Mường Nhé, Điện Biên vào để cung ứng hỗ trợ người dân, không để nhân dân bị thiếu đói. Chuyển sang những thông tin thời tiết đáng chú ý khác trên thế giới. Thưa quý vị, cơn bão Jamie mang theo lượng mưa lớn đến thành phố Từ Hưng, Hồ Nam, Trung Quốc vào tháng trước đã gây ra những thảm họa và thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và của cho thành phố này. Tính đến nay, đã có 50 người thiệt mạng và 15 người mất tích do đợt mưa lũ này. Sau gần 20 ngày tìm kiếm cứu nạn, địa phương đã xác nhận 50 người ở thành phố Từ Hưng, Trung Quốc bị thiệt mạng do mưa lớn và 15 người khác bị mất tích vẫn đang được tìm kiếm. Thông tin từ Cơ quan Chỉ huy Liên hợp Cứu hộ Khẩn cấp và Tái thiết đối phó với cơn bão Jamie tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc cho biết, toàn tỉnh đã huy động tất cả các lực lượng để tìm kiếm cứu nạn, giải cứu người bị mắc kẹt, với tổng cộng 23.419 người được sơ tán trong trường hợp khẩn cấp. Sau gần 20 ngày tìm kiếm cứu nạn, địa phương đã xác nhận 50 người ở thành phố Từ Hưng bị thiệt mạng và 15 người bị mất tích vẫn đang được tìm kiếm. Theo truyền thông Trung Quốc, bão Jamie đã mang đến lượng mưa lớn, gây thảm họa nghiêm trọng cho thành phố Từ Hưng, tỉnh Hồ Nam từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 7 với 19.513 vụ sạt lở đất, 11.869 ngôi nhà bị sập, 128.000 người bị ảnh hưởng. Ngoài ra, nhiều ngôi làng bị cô lập, nhiều con đường bị hư hỏng, một số đoạn đê bị vỡ, điện và thông tin liên lạc bị gián đoạn. Để khắc phục thảm họa, tỉnh Hồ Nam đã tập trung tất cả nhân lực và vật lực tiến hành sửa chữa các cơ sở hạ tầng bị hư hỏng. Đến ngày 15 tháng 8, các cơ quan hành chính trong khu vực bị thiên tai đã bắt đầu khôi phục khả năng tiếp cận đường điện, thông tin liên lạc và nước uống. Hiện tại, công tác tiếp tế chữa trị cho những người bị thương và tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng đang được các cơ quan chức năng tiến hành toàn diện. Bão Jamie hình thành vào ngày 20 tháng 7, sau đó chuyển thành siêu bão, trở thành cơn bão mạnh nhất hoành hành ở Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông trong năm nay. Sau khi đổ bộ vào Trung Quốc đại lục, cơn bão đã liên tục gây ra thảm họa cho các tỉnh Phúc Kiến, Hồ Nam, Hà Nam, Tứ Xuyên và Thiểm Tây, đặc biệt là tại tỉnh Hồ Nam. Thưa quý vị, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, miền Bắc vào đợt mưa lớn liên tiếp, sau đó giảm còn mưa rải rác đến hết tháng. Trung Bộ vẫn nắng nóng kéo dài, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rông kèm nắng gián đoạn. Cụ thể, từ 21 đến 23 tháng 8, khu vực có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Từ 24 đến 29 tháng 8, chỉ còn mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ trong 10 ngày tới duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng đến nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Tây Nguyên từ 21 đến 23 tháng 8, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 8, có mưa rào và dông rải rác. Thời tiết Nam Bộ trong thời kỳ dự báo, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Theo Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa mưa năm nay tại Nam Bộ sẽ kết thúc muộn so với trung bình nhiều năm, phổ biến trong khoảng từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12. Do đó, tháng 9 và tháng 10 khả năng sẽ có nhiều đợt mưa diện rộng với một vài nơi có mưa vừa, mưa to dài ngày.
Tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong ngày hôm nay, 21 tháng 8. Thủ đô Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực vùng núi và trung du, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ C. Kết thúc bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin thời tiết tiếp theo.